Xin hân hoan và chào đón cả nhà, mình là tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip buổi trưa ngày 22 ngày 22 tháng 9 thì rất vui được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm vừa sẽ làm được đến cả nhà mình. Đến với ngày hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ em cũng có một số sản phẩm để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình nha. Trên màn hình của mình đó là mã số 1 ngày hôm nay, đó là một cặp đèn treo 3 dây của Pháp, chất liệu được làm bằng đồng và cái chó thì bằng thủy tinh, rất là đẹp. Chiều dài của cái dây này là từ trên xuống dưới là khoảng gần 1 mét các nhà nha, khoảng có 97 cm và đường kính của cái chó là 28, còn tính phủ đồng luôn là cỡ khoảng là 30 cm nha. Chất liệu bằng đồng, trên đây là có biểu tượng của con gà ha, gà trống lô lo của Pháp. Đây là một trong những sản phẩm rất là đẹp của ngày hôm nay. Cặp đèn treo này có giá giao lưu với cả nhà mình là 11 triệu đồng nha. Cho mã số 1 của ngày hôm nay. Xem được video nhớ với em cho xin một like hoặc đăng ký kênh cả nhà mình ha. Rồi sau đây sẽ là các sản phẩm tiếp theo để giới thiệu với cả nhà mình trong ngày hôm nay. Rồi tiếp theo là mã số 2 của ngày hôm nay. Mã số 2 của ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình, đó là một cái tác phẩm rất là đẹp nha. Đồ lông đao ha. Cây này có chiều dài là có khoảng là 66 cm và chiều cao đo từ trên xuống luôn á là tầm khoảng là 19 cm nha. Đây là một trong những sản phẩm rất là đẹp của ngày hôm nay ha. Đây là một tác phẩm đồ lông đao nha. Chất liệu bằng đồng nguyên khối và tổng trọng lượng là 6,2 kg cho bộ này nha cả nhà ha. Đồng nguyên khối luôn nha. Rất là dày dặn, rất là nặng nha, và sắc nét từng chi tiết ha. Cái này về mình trưng phong thủy thì thôi cỏ chê nha, chỉ có mục đích phong thủy thôi, không có ngoài mục đích khác như cái nào nha. Rất là nặng ha, cầm một tay là cầm không nổi nguyên cái này, mà mình về mình có bàn phòng khách mình để lên là thôi cỏ chê ha. Đây là kèm theo cái đế luôn nha. Tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 4.900.000 cho một tác phẩm đồ lông đao ha. Hiệu lệnh thiên hạ nha, bằng đồng rất là đáng để sưu tầm ha. Đây là mã số 2 ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì xin giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình còn là một cái gấm Tây Tạng ha. Gấm Tây Tạng rất là đáng để sưu tầm nha. Một cái bình ngụ Tây, một bình ngụ Tây Tạng, chiều cao là cỡ khoảng là 22 cm, bề ngang là 12 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là một cái bình ngụ Tây Tạng rất là đẹp ha, của ngày hôm nay nha. Bình ngụ Tây Tạng này có tổng trọng lượng là khoảng 1 kg và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái bình ngụ Tây Tạng là 1.200.000 ha. Rất là sắc nét, rất là đẹp như cả nhà mình nha. Tiếp theo mã số 4 ngày hôm nay còn được một cái cây rìu chất liệu bằng đồng. Cây rìu đồng này có chiều dài là tổng thể là cỡ khoảng là 30 và đường kính là cỡ khoảng là 12 nha. Chất liệu bằng đồng ha, bao cả nhà mình chuẩn đồng luôn nha. Cây rìu đồng phong thủy nha, chất liệu bằng đồng full đồng luôn ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cái cây rìu này là 1.100.000 nha cho cái cây rìu ở mã số 5. Rồi mã số 6 ngày hôm nay là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình còn được một cái con cá ha, một con cá chép đang ngậm một cái gậy như ý, chiều cao là cỡ khoảng là 19 cm, bề ngang là 12 cm, chất liệu bằng đồng. Con cá này có giá giao lưu với cả nhà mình là có giá là 900.000 nha cho con cá chép ngậm ngọc như ý ha, và có tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg nha, ở đáy này có chuyện luôn nha. Rồi tiếp theo mã số 7 của ngày hôm nay ha. Mã số 6 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình còn được một con rùa chất liệu bằng đồng nha. Con rùa này rất là liền lạc ha, rất là đẹp, con rùa đồng ha. Chiều dài là có khoảng là 16 cm và chiều cao là 9 cm nha. Có tổng trọng lượng là khoảng 900g và có giá giao lưu với cả nhà mình là 850.000 cho chú rùa này ha. Rồi tiếp theo mã số 7 ngày hôm nay là còn được một tượng mẹ Quan Âm đồng tử. Mẹ Quan Âm bên cạnh là có hai đồng tử rất là đẹp, chiều cao là có khoảng là 26, rồi bề ngang là có khoảng là 15 cm, chất liệu bằng đồng rất là sắc nét, rất là đẹp như cả nhà mình nha. Và tượng Quan Âm này có tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg nha, và có giá giao lưu với cả nhà mình cho tượng Quan Âm đồng tử này là có giá là 1,5 triệu cho tượng Quan Âm đồng tử ha, ở đáy này có chuyện luôn. Mã số 8 hôm nay là em còn được một cái hũ châu. Hôm trước là có cái hũ giao lưu với anh kia rồi, tại em có một cặp đi gửi đến cả nhà mình luôn nha, còn cái này quay luôn cho cả nhà mình cùng xem luôn ha. Có chiều cao là cỡ khoảng là 9,5, rồi bề ngang là cỡ khoảng là 9 cm, chất liệu bằng đồng nha. Một cái hũ này dùng để đựng trang sức nha, của nhà giàu ngày xưa ha. Có hình ảnh là những chú trâu rất là độc lạ nha. Trên nắp này có hai con trâu nổi nè,
có thể đựng vàng bạc kim cương rồi trong đây ha, rất là đáng sầm đáy có chuyện luôn. Cái hũ trâu này có giá giao lưu với cả nhà mình là 950.000 nha, 950.000 cho cái hũ trâu này ha, có tổng dung lượng là khoảng 1 kg nha. Và mã số 9 của ngày hôm nay, mã số 9 của ngày hôm nay là còn được một cái hũ chiêu tài hút lộc chất liệu vân đồng. Trên đây là nguyên một cái hũ cốc, có 4 con cốc đang thả tiền vào trong hũ này nghe nha ha. Trên đây có chạm chữ rất là đẹp, ở đáy này có chuyện luôn nha. Và cái hũ này có tổng dung lượng là khoảng 850g, chiều cao là có khoảng là 10-11, đường kính miệng là 5,5, chất liệu vân đồng hũ cốc ha. Và hũ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 900.000 nha, hũ chiêu tài hút lộc 900.000. Mã số 9. Tiếp theo mã số 10 của ngày hôm nay là có một cái sông trầm rất là đẹp, Bách Nhi Trường Thọ. Hôm trước là em có một cái rồi giao lưu rồi, hôm nay là còn một cái quay giới thiệu với cả nhà mình luôn nha. Đây là một cái sông trầm Bách Nhi Trường Thọ rất là đẹp, ở trên đây cả nhà mình cùng xem ha. Đây là có những đứa trẻ này, có con thọ nữa nha. Đây là gọi là Bách Nhi Trường Thọ ha. Trên nắp thì có nguyên một ảnh một con lân, hai bên hai cái bụm lân rất là đẹp. Và cái này có chiều cao là có khoảng là 18, rồi bề ngang là có khoảng là 16 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình á, một cái Bách Nhi Trường Thọ này là có giá giao lưu với cả nhà mình là 900.000 nha, cho mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. Một của ngày hôm nay là còn được một cặp tỳ hưu chất liệu vân đồng để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là một cặp tỳ hưu rất là đáng để sưu tầm ha. Có tổng trọng lượng là khoảng 1,7 kg, và chiều dài tổng thể là có khoảng 16 cm. Cặp tỳ hưu tiền, đây là mã số 11, bao gồm hai con rất là sắc nét nha cả nhà mình ha. Hai con ha, đáy có chuyện luôn. Và hai con này có giá giao lưu với cả nhà mình, một cặp này có giá giao lưu với cả nhà 1.300.000 cho cặp tỳ hưu đi nha, tỳ hưu phong thủy ha, rất là đẹp. Và tiếp theo mã số 12. 12 ngày hôm nay là còn được một cái sông trầm gọi là sông trầm thập lân. Đây là một cái đỉnh sông trầm rất là đẹp, nó bao gồm có 10 con lân nha cả nhà ha, 10 con lân nha. Trên đây mỗi trên cái nắp là hình ảnh có một con lân nè, và xung quanh cái sông trầm đều có các con lân nha, tổng cộng lại là 10 con lân ha, nên gọi là sông trầm này sông trầm thập lân. Ở dưới đáy này là 3 con lân. Rồi cái sông trầm thập lân này có tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg, và chiều cao là 20 cm, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.300.000 cho một cái sông trầm thập lân nha, 10 con lân. Ở mã số 12. 13 hôm nay là còn được một con gà đồng, một con gà chất liệu vân đồng ha, rất là đẹp. Chiều cao của gà đồng này rơi vào khoảng 20 cm, và bề ngang là 13, chất liệu vân đồng tổng trọng lượng khoảng 1,1 kg ha. Và một con gà đồng như thế này có ở dưới đáy có chuyện luôn, có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 700.000 ha, 700.000 cho một chú gà đồng nha. Đây là mã số 13. Rồi 14 hôm nay đó là một ông thần biển nha, hôm nay còn được thần biển để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình ha. Rất là đáng để sưu tầm nha, ông này rất là độc lạ, và có tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg. Đây là tượng đồng châu Âu, chiều cao là có khoảng là 27, rồi bề ngang là khoảng 13, chất liệu theo vân đồng ha. Thần biển này có giá giao lưu với cả nhà 1.800.000 nha, rất là sắc nét, rất là đẹp ha. Đấy, này, thần biển nha. Và mã số 15 hôm nay còn được một cặp heo chất liệu vân đồng ha, bao gồm có hai chú heo chất liệu vân đồng, tổng trọng lượng là khoảng 2 kg, và chiều dài tổng thể của mỗi chú heo là rơi vào khoảng là 11, chiều cao là 10 cm, và cân nặng là có khoảng 2 kg. Mỗi một cặp heo như thế này có giá giao lưu với cái nhà 1.200.000 nha, cho một cặp heo rất là dễ thương ha, ở đây có chuyện luôn nha. Rồi đây là mã số 15. 16 ngày hôm nay còn được một cái ống quả bí rất là độc lạ, rất là đáng để sưu tầm ha. Chiều cao là có khoảng là 15, bề ngang là 14, chất liệu vân đồng nha. Đây rất là đẹp ha, ấm quả bí ha, đây ở đáy có chuyện luôn. Cái ấm quả bí này có giá giao lưu với cả nhà mình 750.000 nha, chứ ấm quả bí ở mã số 16. Tiếp theo mã số 17 ngày hôm nay là còn được một cái gọi là một cái sông trầm phụng hoàng, nó bao gồm có 3 con chim phụng hoàng tạo thành một cái sông trầm nha. Chiều cao là có khoảng 17 cm, bề ngang là có khoảng 13, chất liệu vân đồng xưa ha. Trên đây là hình ảnh những chú chim phụng hoàng này cả nhà ha, và ở dưới đáy này có chuyện luôn nha. Và chim phụng hoàng này, cái sông trầm chim phụng hoàng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.400.000 nha, 1.400.000 cho cái sông trầm chim phụng hoàng này ha, rất là đẹp ngày hôm nay nha. Rồi 18 là mã số là một chú rùa long quy, chiều cao chiều dài là có khoảng 13,
rồi chiều cao là 6 cm, chất liệu đồng ha, lông quy nha, trên đây có chạm chữ nữa nè, ở đáy này có chuyện luôn ha, có tổng trọng lượng là khoảng 700-600 gram, có giá giao lưu với cả nhà mình 500.000 cho lông quy này nha. Đây là mã số 18, và mã số 19 là một cụ lông quy rất là to ha, cụ này rất là to nha cả nhà nha, có tổng trọng lượng là 3,9 kg, rồi chiều dài tổng thể là có khoảng là 24, chiều cao là có khoảng là 16, chất liệu đồng ha, tổng trọng lượng là gần 4 kg, 3,9 kg, và tượng này có giá giao lưu với cả nhà 1,5 triệu nha, lông quy ha, rất là đẹp. Rồi mã số 20 của ngày hôm nay, là ngày hôm nay là ngày 22 cả nhà ha, là một chú hổ hữu tiền, có chiều dài là có khoảng là 23, rồi chiều cao là 19 cm, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg, ở đáy có chuyện luôn nha cả nhà nha, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,6 triệu nha. Xem được video nhớ giúp em cho xin một like hoặc được đăng ký kênh cả nhà mình nha. Đây là mã số 20 ha, 1,6 triệu cho chú hổ hữu tiền. Mã số 21 của ngày hôm nay là một con